Xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa Onkyo có model MX5. Đây là một model rất đẹp, rất hay của hãng Onkyo. Và cặp loa Onkyo này hiện đang có tại Hùng Nguyễn Đông Anh. Có hình thức rất đẹp. Mọi chi tiết ở trên chiếc loa đều rất mới. Loa được thiết kế 3 đường tiếng, gồm một bát 25, một trung và một tép. Nếu so với những cặp loa ở cùng tầm giá tiền thì cặp loa Onkyo MX5 này có chất âm rất tuyệt vời. Hiện tại cặp loa Onkyo đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 8 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua loa Onkyo MX5 hoặc những model khác, xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Mà thương xoay lòng anh đỏ, thương mà giận dễ gì đã có. Anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Thương hai giữa đôi trời đã cất bao vấn và bàn tay em ngó em. Bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ôi cùng chi để